Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, để kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2017, mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa họp bàn để khởi động đề án thu phí ô tô vào khu vực trung tâm. Đề án này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận từ năm 2012, song vì nhiều lý do chưa thể triển khai. Ngay sau khi có đề xuất lập dự án thu phí trở lại thì dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Theo đề án, việc thu phí ô tô vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn sử dụng công nghệ tự động không dừng. Các vị trí thu phí sẽ lắp camera chuyên dụng để nhận dạng các loại xe ô tô. Dự kiến sẽ thu phí tại các tuyến đường gồm đường 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên giao với đường Cách Mạng tháng 8 và tuyến đường Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.200 tỷ đồng. Việc thu phí sẽ được thực hiện từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Dự án này được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố từ hơn 4 năm trước, tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên, do dự án được lập cách đây đã lâu nên lần này Sở Giao thông Vận tải đề nghị công ty Tiên Phong bổ sung để hoàn thành dự án mới. Theo đó, sẽ xem xét vành đai thu phí, công nghệ thu phí, mức thu phí giờ cao điểm, giờ thấp điểm, tổng mức đầu tư dự án và phương án hoàn vốn. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải cho biết, đây là dự án đầu tư theo hình thức PPP hợp tác công tư. Với dự án này, nhà nước không bỏ vốn, vốn do doanh nghiệp đầu tư. Trước khi thực hiện dự án này, Sở Giao thông Vận tải sẽ nghe ý kiến của người dân và các nhà khoa học. Bây giờ cái tình trạng nó ùn tắc giao thông nó quá trầm trọng. Không còn cái khái niệm gọi là giờ cao điểm nữa. Trước đây gọi là trọng điểm thì bây giờ nó là ùn tắc hết. Cho nên tôi nghĩ là một trong những cái giải pháp để mà làm giảm, cái nào mà làm giảm được ùn tắc giao thông và làm hạn chế được các cái phương tiện để đi vào khu trung tâm thì chúng ta nên làm. Dự kiến mức thu phí ô tô từ 40.000 đến 60.000 đồng một lượt xe tùy các loại ô tô, xe tải, xe chở khách nhỏ hoặc lớn, không thu phí đối với xe buýt và xe công vụ. Chỉ thu phí chiều xe vào trung tâm, xe từ trong ra không phải nộp phí. Những cư dân ở khu trung tâm có xe ra vào vẫn phải nộp phí. Đưa đón vợ con đi học rồi đi ra đi vô thì mức phí đó như thế nào, tính toán sao cho nó hợp lý. Thì còn một ngày mà bỏ ra mấy trăm ngàn tiền phí thì người ta cũng phải coi lại. Theo đề xuất, để người dân biết được khu vực trung tâm thành phố có thu phí ô tô, trên đường vành đai thu phí sẽ lắp đặt các biển báo điện tử. Theo đó, khi xe vào đường khu trung tâm, hệ thống tự động sẽ tự thu phí do trên ô tô đã gắn sẵn thiết bị nộp phí. Đơn vị thu sẽ trừ thẳng tiền vào tài khoản chủ xe hoặc số tiền đã được nộp trong thiết bị. Công ty Tiên Phong cho biết, họ chỉ là nơi cho thuê công nghệ, phần thu phí sẽ do nhà nước điều hành. Phương thức thu phí và hoàn vốn như thế nào sẽ được tính toán cụ thể và trình các cơ quan chức năng xem xét. Hiện nay, một số nước đã áp dụng biện pháp thu phí vào khu vực trung tâm thành phố nhằm hạn chế kẹt xe như Singapore, Anh, Ý, Thụy Điển. Câu chuyện thu phí ô tô vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm bàn luận. Cái đề án này đó nó có hai mặt. Mặt tích cực á là đối với cái việc mà giảm ùn tắc giao thông thì nó có thể xảy ra, thì đấy là có thể ảnh hưởng, bởi vì ví dụ anh đi taxi hoặc anh đi vận chuyển gì đó thì tất cả đều phải trả thêm một cái cước, như thế là tất cả các cái giá thì nó sẽ tăng. Rất cần có một cái thiết kế cái chương trình từng bước và đồng bộ thì mới có thể là tránh được cái trở ngại cho người dân. Theo các chuyên gia về giao thông thì mọi giải pháp cho vấn đề kẹt xe phải gắn liền định hướng phát triển giao thông công cộng. Nếu không phát triển giao thông công cộng thì tương lai giao thông của thành phố sẽ tắc nghẽn cho mọi loại xe, bao gồm xe cá nhân lẫn xe buýt. Theo định hướng chiến lược này sẽ có nhiều giải pháp cho mọi đề xuất nêu trên. Thưa quý vị, dù thu phí hay không thu phí sử dụng đường vào khu vực trung tâm, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải triển khai các chương trình giảm kẹt xe khác một cách đồng bộ và bền vững, mang lại sự hài hòa cho người dân và chủ đầu tư để có được các dự án ngày càng thiết thực hơn với đời sống, như giao thông thông minh, tổ chức giao thông hợp lý, tích hợp phát triển đô thị và giao thông một cách đồng bộ. Thưa quý vị, việc tổ chức giao thông một chiều trên nhiều tuyến đường lớn tại trung tâm và cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong năm 2017 là một trong những đề xuất của Sở Giao thông Vận tải của địa phương này nhằm cấp bách giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc này gặp phải sự phản ứng và không đồng tình từ người dân sống hai bên đường cũng như các chuyên gia về giao thông vì còn tồn đọng nhiều bất cập và nảy sinh nhiều hệ lụy. Tiêu điểm của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi ý kiến của người trong cuộc và nghe chuyên gia phân tích về vấn đề này. Theo đề xuất, một số tuyến đường sẽ chỉ cho phép lưu thông một chiều, gồm các cặp đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, đường Phan Văn Trị, Lê Quang Định đi qua quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh. Đối với khu vực trung tâm thành phố cũng sẽ tổ chức cặp đường một chiều là Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch và cặp đường Trần Quốc Thảo, Lê Quý Đôn. Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn người dân ở hai bên đường được đề xuất trở thành đường một chiều đều không đồng tình việc tổ chức lưu thông này. Chợ thì cái này là chợ này, từ chợ Phan Trị này trừ cây thị nè. Cái này là có do dân chúng bà con cô bác đi một chiều là chết người ta. Sự sống người ta kiếm cơm ăn áo người ta làm vậy rồi sao đường đâu mà ta buôn bán. Thực chất là mà kẹt xe ở cái đường này á là chúng tôi buôn bán ở đây là cả hơn 20 năm rồi, ít khi là kẹt xe lắm.
Nhiều người cho biết đường Trường Chinh Cộng Hòa có thể sẽ giảm kẹt xe khi cho lưu thông một chiều, nhưng lại đem đến quá nhiều bất tiện cho người dân. Trước hết, người đi đường buộc phải chạy thêm một đoạn đường gần 10 km chỉ để quay đầu xe. Thậm chí, nhiều người dân không rành đường còn phải chạy lòng vòng để tìm lối ra, hoặc có khả năng xảy ra tình trạng đi ngược chiều. Đường ngõ hai chiều như vậy thì mình dễ mua bán hơn, và người dân đi ra đi đâu cũng dễ hơn là cái là nó cũng nó mà bây giờ đường nó cũng đâu có kẹt như hồi xưa nữa. Lúc trước thì nó kẹt nhiều quá, chứ lúc này thì nó không có kẹt nữa. Về vấn đề này, ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức lưu thông một chiều sẽ làm giảm giao cắt, tăng khả năng thông hành của tuyến đường. Công tác này đã được triển khai thành công trên nhiều tuyến đường và nhiều khu vực trong thời gian qua, như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đình Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, khu vực ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, vân vân. Theo ông Đường, trước khi triển khai kế hoạch thực hiện đường một chiều, Sở Giao thông Vận tải sẽ có khảo sát, nghiên cứu số liệu cụ thể, tính toán đánh giá tình hình giao thông trước và sau khi thực hiện, triển khai lấy ý kiến của người dân và các chuyên gia về giao thông của thành phố đối với từng phương án, đồng thời xây dựng mô hình lưu thông để đảm bảo việc lưu thông được tốt nhất cho cả khu vực trước khi áp dụng ngoài thực tế. Thế nhưng vẫn có những ý kiến khác từ các chuyên gia. Cái giải pháp mà từ 2 chiều qua 1 chiều để mà giảm kẹt xe thì thành phố đang nghiên cứu phải nói là coi như vài chục năm nay rồi. Ngay cả cái cặp đường mà Phan Văn Trị, Lê Văn Định chúng ta cũng đang nghiên cứu cũng gần 20 năm. Nhưng mà trước đây thì có đưa ra nhưng mà không khả thi lắm. Lý do thì dù cho biến 2 chiều thành 1 chiều nó có cái lợi. Có lợi đó là cái lưu lượng và vận tốc nó tăng lên, đi có vẻ thông thoáng hơn. Nhưng mà cái bất lợi đó là người ta phải đi lòng vòng, thời gian đi trên đường nó dài hơn và nó kéo theo cái bất lợi về mặt kinh tế nữa. Như vậy thì chúng ta phải theo những cái nguyên tắc cố định, tương đối là nó thành quy luật chứ không phải cố định. Đó là phải có những cặp đường tương đối song song và cái khoảng cách thường thường từ 200m đến 400m. Thứ hai đó là chúng ta phải có những cái đường giao ngang để cho xe nó quay chiều, hoặc là để cho người trong khu vực cái đường một chiều đó người ta có thể sinh hoạt được. Chỗ Trường Chinh, Cộng Hòa và cái Hòn Thổ vậy, đó đã thành cái đường trục chính rồi. Nó nối từ Tây Ninh xuống, nó nối từ những cái khu vực Củ Chi, Hóc Môn 12 rồi xuống. Như vậy nó đã trên 6 làn xe rồi. Ở thế giới không ai mà tự nhiên những cái trục chính như vậy 6 làn xe người ta lại quay lại thành một chiều. Thiết nghĩ Sở Giao thông Vận tải thành phố nên phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch nghiên cứu tổng thể mạng lưới giao thông toàn thành phố để đưa ra một kế hoạch giảm ùn tắc kẹt xe có tác dụng lâu dài hiệu quả trong phạm vi rộng. Bên cạnh đó, các sở ngành cũng cần tập trung giáo dục ý thức cho người dân. Nếu không có những hành động lấn làn chạy ngược chiều vượt đèn đỏ thì sẽ giảm được kẹt xe và tai nạn giao thông, chứ nhất thiết không thể làm đường một chiều là giảm được kẹt xe. Và 8 năm liền chúng ta phấn đấu liên tục đến 2015, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Nhưng 2016 tăng mạnh trở lại, ùn tắc giao thông tăng mạnh hơn. Hiện nay trong những cái nỗi bức xúc của nhân dân thành phố, của du khách đến thành phố, thì cái ùn tắc giao thông là một cái nặng nề nhất. Cho nên là chúng ta cần phải nghiêm túc đánh giá, phân tích những cái bất cập, những cái nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cả lâu dài cả trước mắt. Mà hoàn toàn như công chí đánh giá, chúng ta hoàn toàn có khả năng để làm được nếu chúng ta xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng đơn vị, từng cá nhân thì chắc chắn tình hình sẽ tốt. Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tăng mạnh trở lại trên nhiều tuyến đường, nhất là các đường ra vào trung tâm của thành phố, các trục ra vào các cảng hàng không, cảng biển, các tuyến đường khu vực trung tâm. Các tuyến đường trên đã trở nên quá tải, mật độ phương tiện đông và ngày càng gia tăng, vận tốc lưu thông ngày càng giảm và di chuyển hết sức khó khăn. Như là Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, trong các bức xúc của nhân dân thì ùn tắc giao thông là số 1. Và để thành phố thực sự là một đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nỗi bức xúc mang tên ùn tắc giao thông hơn lúc nào hết cần phải nhanh chóng kéo giảm. Bình luận của Hoàng Khuê. Thưa quý vị, sau nhiều năm, thành phố Hồ Chí Minh liên tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn cũng như ùn tắc giao thông. Tưởng chừng tình trạng kẹt xe đã được cải thiện đáng kể. Vậy nhưng vấn nạn này đã và đang tăng mạnh trở lại, mang theo bao nhiêu là bức xúc đau khổ cho người dân hàng ngày phải ngược xuôi giữa ma trận ùn tắc. Sáng, trưa, chiều, tối đều kẹt, thậm chí có lúc cả rừng người và xe cộ đứng im hàng giờ, không cách nào lưu thông. Các tuyến đường cửa ngõ của thành phố, xe cộ ken đặt suốt ngày đêm. Không quá lời khi nói rằng cả thành phố đang khốn khổ vì nạn kẹt xe. Chỉ cần có sự cố nhỏ trên đường không kịp xử lý là xe cộ ùn ứ,
không kể giờ cao điểm hay thấp điểm. Không chỉ kẹt xe đường bộ, đường hàng không, cảng biển cũng ùn tắc do quy hoạch không theo kịp phát triển. Đơn cử, theo đại diện cảng vụ hàng không miền Nam, trong khi công suất sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 25 triệu, thì năm 2016 đón ước đạt hơn 32 triệu lượt hành khách, tăng 21% so với năm trước. Dự kiến sang năm 2017 sẽ đón tới 40 triệu lượt hành khách, và như vậy tình trạng quá tải sẽ trầm trọng hơn. Hay xung quanh khu vực cảng Cát Lái, một điểm nóng kẹt xe của thành phố, đường xe vận chuyển hàng hóa ra vào cảng lên đến hơn 17.000 xe một ngày đêm, vượt khả năng thông hành của tuyến đường quanh cảng. Thêm vào đó, khối lượng hàng hóa qua cảng nay đã lên tới 49 triệu tấn một năm, vượt xa quy hoạch. Thực trạng này không mới, nguyên nhân cũng không mới, song giải pháp thì nhiều năm qua vẫn còn loay hoay và bế tắc. Những cuộc họp, những giải pháp được đưa ra từ lâu nay đều chưa giải quyết được căn cơ vấn đề. Ngoài nguyên nhân hạ tầng giao thông không theo kịp yêu cầu phát triển như đã nói, một khi dịch vụ vận tải hành khách công cộng còn yếu, quy hoạch và phát triển đô thị chưa đồng bộ, việc giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông chưa đạt hiệu quả như mong muốn, và đặc biệt là ý thức người dân còn kém, thì việc phải sống chung với ùn tắc sẽ còn kéo dài chưa có hồi kết. Không ùn tắc sao được, khi vẫn còn nhiều nghịch lý đang diễn ra trên khắp các ngã đường hàng ngày hàng giờ. Là loại phương tiện giao thông đô thị phổ biến nhất trên thế giới, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh, xe buýt bị dây tứ phía giữa rừng xe máy, không có đủ đường để chạy, nói gì đến chuyện nhanh, an toàn, hiệu quả. Lượng hành khách đi xe buýt chẳng những không tăng mà giảm mạnh từng ngày, trong khi xe máy, ô tô cá nhân đăng ký mới lại tăng dùng dục. Bến xe, nhà ga thì nằm án ngữ tại khu vực trung tâm, không ùn tắc mới là chuyện lạ. Cần nhấn mạnh thêm rằng, những thiệt hại hệ lụy từ ùn tắc đã quá rõ ràng và nặng nề. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì ước tính mỗi năm ùn tắc giao thông gây ra thiệt hại lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm nạn kẹt xe đã gây thiệt hại hơn 20.000 tỷ đồng. Con số thực tế thậm chí có thể còn lớn hơn rất nhiều. Đó là chưa kể bao nhiêu hệ lụy khác ảnh hưởng tới cuộc sống sức khỏe người dân. Mỗi người dân mang theo bao nhiêu sự sáng tạo, sự hưng phấn tới chỗ làm, công sở mỗi ngày, nhưng dễ dàng bị dập tắt sau mỗi trận kẹt xe, chỉ còn lại sự mệt mỏi và nặng nề. Bao nhiêu chuyến hàng bị dồn ứ khi đường sá quá tải, bao nhiêu năng lượng cho sự phát triển đều bị dồn lại bởi điểm nghẽn giao thông. Một thành phố đầu tàu của cả nước, vậy nhưng có những lúc không cách nào tăng tốc bởi vấn nạn ùn tắc giao thông. Câu chuyện ùn tắc giao thông không chỉ là nước ngập tới chân, mà thực sự đã ngập tới lưng, tới cổ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đặt câu hỏi, để giảm ùn tắc giao thông, các cấp các ngành đã vào cuộc hết trách nhiệm hay chưa? Câu hỏi cũng đã gián tiếp trả lời. Gần đây Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chỉ đạo, nếu mỗi nơi không nỗ lực một chút thì không thể nào giải quyết rốt ráo, phải bắt tay làm ngay để thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc kéo giảm vấn nạn này. Trong chừng mực có thể được thì chúng ta làm được những cái không cần nhiều tiền mà có thể giảm kẹt xe, như việc giảm bến cóc xe dù, điều tiết giờ bay ở sân bay, để nhanh thủ tục ở cảng, để nhanh việc di dời bến xe khỏi trung tâm thành phố, vân vân. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen ý thức là những việc phải làm, nhưng đó là những việc cần làm ngay để người dân thấy sự quyết tâm của thành phố. Chắc chắn rằng với thực trạng hiện nay, để kéo giảm ùn tắc, khó có giải pháp nào làm hài lòng tất cả, mà chỉ có giải pháp hợp lý cho đa số để người dân chia sẻ đồng tình và ủng hộ vì mục đích chung, tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc. Và hơn thế nữa, giảm ùn tắc không chỉ là trách nhiệm của thành phố, các sở, ban ngành, mà còn là ý thức của người dân. Không đô thị lớn nào có thể tránh khỏi chuyện kẹt xe, nhưng một khi ý thức của người lưu thông được cải thiện, thì lời giải trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ khi vấn nạn ùn tắc giao thông được kéo giảm, được giải quyết, giải phóng năng lượng để đột phá, thành phố Hồ Chí Minh mới có thể vững bước hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Quý vị vừa nghe bình luận giảm ùn tắc giao thông, giải phóng năng lượng để đột phá của Hoàng Khuê. Khi kẹt xe, ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, hơn lúc nào hết cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa của các ngành các cấp và của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Có như vậy, ùn tắc giao thông mới không còn là nỗi ám ảnh bức xúc, để đầu tàu thành phố Hồ Chí Minh lao nhanh hơn, mạnh hơn. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.